Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Thì sáng nay mình sẽ chở Nhi đi khám thai cả nhà ơi. Thì hôm nay thai của Nhi cũng được 25 tuần đó nha, cũng được 6 tháng mấy rồi. Thì hôm nay là tới thời điểm mà mình đi khám ha. Thì hôm nay là chủ nhật á, mình đi khám ở ngoài luôn. Thì hôm nay mình tới thời điểm là mình sẽ đi thử đường á. Thử đường, hôm nay thử đường. Thử đường với liên quan đó là thử máu luôn nha. Thử máu á. Thử đường này là cái điều mà Nhi lo sợ nhất luôn cả nhà. Tại vì lần mang thai trước á, mang thai xong á, thì chứng đoán là bị cái đường thai kỳ á, nên là lần này cũng hơi lo, không biết có bị nó hay không á. Mà thường bị cái đó thì em bé sau thì thường cũng sẽ bị, không biết sao ha. Không biết, nhưng mà để coi lần này coi hy vọng sẽ ổn cả nhà. Hy vọng sẽ ổn nha cả nhà. Hôm nay mình thử đường nên tranh thủ đi sớm á. Nhưng mà đợt trước nhớ không? Đợt trước nhớ là em uống đường không? Ói. Ói xong cái mình xỉu nha. Nhưng mà lần trước thì uống đường được có khoảng tiếng sau lấy máu xong rồi ói xong rồi xỉu luôn cả nhà. Nên lần này hơi sợ sợ lo. Nói chung em cứ yên tâm, đừng lo lắng, lo lắng quá không tốt. Và thì giờ nay mình tranh thủ đi sớm nè, khoảng giờ cũng gần 6 giờ thôi, chưa 6 giờ. Giờ mới 5 giờ rưỡi rồi cả nhà. Tại hơi tối. Đấy. Rồi thì giờ Mĩnh Nhi sẽ đi nha. Đi sớm để tại vì bữa nay làm hơi lâu phải không em? Đúng rồi. Lấy máu tới 3 lần hơi lâu cả nhà. Rồi đi thôi cả nhà. Tới rồi cả nhà, giờ Nhi sẽ vô trong làm xét nghiệm nha. Tại vì đợt trước Nhi cũng uống đường đó nha, nhưng mà không suôn sẻ lắm, hy vọng đợt này sẽ ổn. Từ từ thôi, uống như hơi nhiều quá. Mà uống vậy thì bao lâu mình mới được ăn cơm nè? Lấy máu xong 3 lần mới được, nãy lấy 1 lần rồi, 3 lần. Giờ lấy thêm 2 lần nữa. Thì là nó không đau đầu, lấy máu 1 lần. Cái máu 1 lần là lúc mà đói. Xong rồi không uống được xong 1 tiếng mà sau lấy máu, 2 tiếng mà sau lấy máu. 2 lần nữa mới được đầu, không được đói. Bữa nay hay mệt cả nha. Ngày gán được đói rồi. Đây cũng được. Một nửa thôi, cố lên. Trời ơi, giỏi như vậy. Gửi nó lại, cho đứa con đi thi nhé. Anh thấy có chị kia cũng muốn đường giống em. Còn cái ông á. Từ từ. Nó từ từ mà. Dạ, còn 50 hết rồi chị ơi. Chị Trang cũng được, hai chị Trang được, bảo mình được thôi chị. Không hơi nhiều. Từ từ thôi. Bên kia cũng có chị kia uống như em vậy đó. Nhưng mà ta uống từ từ. Tại vì trước em mà ta chưa được nữa, nên em muốn nhận hết đi. Nó kiểu mới sáng mà chưa ăn gì á cả nhà. Mà uống đường như vậy chắc cũng khó chịu lắm á em. Cố gắng lên. Hồi nãy tưởng nó ói rồi đó. Cố lên. Bây giờ mình sẽ đi mua cho Nhi một chai nước suối. Cô ơi, bán cho con một chai nước suối. Không có lạnh nha con. Cố lên. Đây là nãy giờ em uống trong vòng 10 phút. 10 phút hết này. Cũng giỏi chứ bọn. Không giờ em thấy mọi người sao? Bình thường, chưa có dấu hiệu. Hồi đợt trước là em uống xong là 1 tiếng sau mới ói đúng không? Hồi đợt trước là lấy máu lần 2 á. Sao uống được 1 tiếng sau lấy máu xong rồi mới ói.
chắc chưa quá. Ừ. Chắc ổn mà, không sao đâu. Không đạp quá trời luôn. Đạp hả? Đạp, không biết nó không vô đường đạp mà do đói đạp. Sáng chưa ăn chưa? Nói chung bây giờ là em giữ lại đừng có ói nè, như đừng có xỉu là mừng nè. Ừ. Giữ không được rồi. Tưởng đâu Nhi không ói cả nha. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng ói. Không giữ được rồi. Mình ăn bữa thử sao ăn ha. Bây giờ người ta nói là đình lại luôn. Chỉ lấy má một lần thôi. Kệ đi. Thử đường sao anh. Giờ mình đi đi ăn. Đi ăn chút gì nha. Có bánh xèo cho chị. Dạ. Bánh xèo em thích ăn không? Mới ói xong mệt. Giờ mệt rồi. Nãy ói quá trời luôn. Bữa nay đi không thành công á nhà. Thử không được rồi, thử có đường đói không. Hồi sáng này cũng hy vọng là Nhi sẽ uống đường không bị ói. Mà xui quá trời. Thôi kệ đi. Để bữa mình đem giấy xuống bác sĩ coi làm sao. Coi bác sĩ có chỉ định ăn không? Sao ăn không? Thử đường sao ăn á? Không, chắc em bao tử mà sao nó quằn đó. Uống đường á. Đi bao tử hả? Đói mà uống nó vô nó lại xịn bụng quá chị. Ừ. Hồi nãy chị kia cũng nói đó. Uống cái đường nó khó lắm. Ừ. Nó kiểu lình xình. Ừ. Này uống vô nó khó chịu vào trong mặt nữa. Nhưng mà cũng có nhiều người người ta cũng vượt qua được ha. Nãy cũng có mấy chị á. Có thể một phần này bao tử. Ừ. Không chịu. Em uống nước đi. Nay thèm bồi cụng nữa. Nay là nhân viên phục vụ luôn hả? Nay nhân viên luôn, nhân viên mới nè. Nước mắm ớt nhiều hay gì con làm đi. Dạ dạ để con. Nước mắm đi cả nhà ơi. Nước mắm bánh xèo. Rất ngon nha. Nước mắm bánh xèo đây. Giờ sẽ đi lấy rau nha. Đây là lá cách nè. Mình rất là thích ăn lá cách. Nên lấy lá cách hơi nhiều. Cái bẹ xanh. Cái salad. Rau sống. Rau tươi quá nè. Rau tươi. Ừ. Có rau tươi ghê chưa. Dạ, cảm ơn chị. Em ăn trước đi. Được hai cái rồi nè. Em ăn trước đi, em ăn trước đi. Mình là hai cái này là hai cái đầu tiên của quán luôn á. Mở hàng đó nha. Mệt rồi. Rồi em ăn trước đi. Bánh xèo cái màu quá trời đẹp nè. Bánh xèo bánh khỏi mới đây. Mình như là coi như là rất là trung thành cái quán này đó. Cũng trên dưới 6-7 năm rồi cả nhà. Cũng gần đó em. Lâu lắm rồi. Nói cũng lại hơn rồi. Làm khó gì. Bánh xèo của quán thì rất là mỏng. Chiên lên rất là mỏng. Mình thì thích ăn mỏng. Rồi mình ăn tại chỗ vậy nóng không? Nó nóng. Mình đem về nhà cái thì nó hơi mềm đúng không? Để thêm rau thơm nữa. Rau diếp cá. Đây. Đang đói nữa. Tắm nước chấm. Con gái nhiều đi. Thường sáng nhịn đói rồi. Thường thường ở nhà thì như đi làm cả nhà. Thì thường hay ăn cơm sớm lắm. Thì ăn cả 6 giờ ăn rồi. Ăn đi làm đó. Bữa nay ăn trễ. Giờ để coi nhiêu. 8 giờ rồi. Anh cái dễ chịu liền còn. Đói mũi đường sợ khó chịu.
bụng đói mà uống đường rất là mệt cả nhà ơi. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Ừ. Mình ăn đi. Mình á thì vô quán này thì thường hai chồng ăn cái không phải chứ cả chục cái ạ. Tại vì cái khẩu thích bánh xèo mà lại bánh xèo nóng nữa, mà mỏng ngon nữa. Hai đứa ăn cũng hơi nhiều. Nhiều rồi, ăn thôi cả nhà. Ăn nhiều nha. Rồi mời cả nhà ăn chung với hai chồng nha. Bánh xèo miền Tây. Bánh xèo cái lóc này. Mình nhắc cái nhân thôi, còn cú mình cứ dùng tay rồi đó. Bánh xèo ăn bắp cái ngon. Cái quán này á, em đi trễ là không có ăn mà. Mình đi trễ. Đi trễ là phải đợi chờ. Thế là thì cũng có nữa cả nhà. Con gà đầy đủ mới ngon nè. Chứ nó như không có bầu thì ăn nhiều hơn, không có bầu đó, bụng nó yếu hơn, ăn dễ bị đầy bụng. Hồi lúc trước á thì vô quán rồi hai chồng ăn có chục cái nghe tầm 4 cái này. Còn 6 cái kia là của mình. Mà nói là trước cái bánh xèo đây cũng ngon gọn, không phải to giống như ở nhà mình làm. Như đây mình ăn ngon miệng. Thấm xèo lắm. Hôm bữa mình cá cũng có lên ăn lần cái này. Thích ăn bánh xèo bất ngờ ghê luôn. Cơ mới thì không thích mà bánh xèo thì thích. Em thấy khẩu vị nó cũng hiểu giống em á. Cái này nó cay. Cái món gì hết, em thích là nó hết rồi. Mà thích ăn trái cây là thích ăn mấy cái trái gì mà nó giòn giòn hoặc là nó cứng á. Còn mềm mềm như là chuối hoặc là cái gì bơ á thì chả không thích. Tại lâu lâu ăn ra quán cái này mới uống một hai ly nước ngọt, chứ ở nhà là mình không có cho nhiêu uống nước ngọt nha. Nước ngọt cũng không có tốt đâu. Bạn nghe nói có người nói uống một cụ mình bé già lắm. Lâu uống không có uống nhiều, nước ngọt cũng có, đừng có học đâu. Dạ. Đó anh không biết, nhưng mà hôm qua nè, cái coi mẹ nấu cái gì nè, nấu xương hầm mà có cái củ cải đỏ, mà mẹ tôi không có nấu đâu, mà sợ em ăn. Rồi nữa em bé nó bị vàng da gì đó, cứ mấy cái màu mà đỏ đỏ gì đó, mà không biết sao. Nghĩ ăn ít chắc không sao.
Đâu ơi, một cái miếng đổi sao ăn nhiều quá rồi. Ừ. Còn biết có không kịch. Sao mình không dành không phải. Cũng có chứ. Tại vì trong cái cà rốt chứ, cái lại đi đổi có caroten đó. Cái chất kia làm ra nó nhiều quá rồi. Còn ít chứ sao, cũng có vitamin cũng tốt. Còn một cụm này có màu vàng, không biết có vàng không? Uống ít thôi, lâu lâu uống lại. Chúc trời làm ở nhà là như thường ăn uống lọc, như thường uống dừa. Chặt hết buồng này tới buồng khác, để sẵn bên nhà. Trời đất. Mà đâu có giống uống nhiều. Uống cũng tuần chừng 3 trái, 2 trái, 3 trái đâu uống nhiều. Em được biết, em được biết. Cái gì cũng để gì, cũng uống vừa phải, cũng nhiều, cũng không biết. Không biết, tuần uống khoảng 2 ly à. Ừ. Rồi giờ hai giờ mình cũng mới dưỡng xong cả nha. Quá ngon luôn cái nhà. Ngon. Ăn được chút không đâu. Nãy mình sau khi mình mua đường á, đang ra đang mệt quá trời luôn. Cả cái bao tử mình nó quặn á, khó chịu. Ăn như vậy nó no bụng dễ chịu hơn nãy. Hồi nãy nhói xong cái nhà. Cái khúc đó mình cũng không có quay cho nó xem. Mặt mày tái mét hết chứ. Nói xong rồi. Nhưng mà lần này đó là trước lần trước nó xỉu luôn, lần trước tối ra mình mặt hết rồi. Thì giống như chưa tới thời gian mà đó là vừa lỡ ngã trơn cái giống như nó còn đường tụ trong người cái nó xỉu là trước trước có sau tiếng đồng hồ mình mới thấu rồi mình mới xỉu á. Ngày nhanh hơn có ngã trơn một vòng nữa hình như là 20 phút uống ra đường sau 20 phút là em nói ói nó cũng khỏe rồi sao ói hết mình có nhiều đường hay hơn hết đường định là nay làm cái vlog đó nha rồi chia sẻ cả nhà cái quy trình mà như đi thử đường thử máu đồ này nọ nhưng mà cũng không thành công rồi không thành công cả nhà cũng cố gắng lắm cố gắng kiệm lắm cũng được thôi thì video của gia đình mình lọt video của hai giờ mình cũng xin kết thúc ở đây bình thường nói gia đình quen rồi cả nhà đóng chân hộ gia đình mình nha giờ thì hai chồng mình đến đây cả nhà anh mua thêm mấy cái anh mua thêm 10 cái nữa 10 cái nữa ha bánh xèo ngon nên mua nhiều cho gia đình cả nhà mình ai thích bánh xèo cho mua nhiều chút về không?